Hiện tại thì mình sẽ rót thử nước để cho mọi người nhìn khi mà cái ấm này rót nước sẽ như thế nào nhé. Chúng ta nhìn thấy cái dòng nước đều này, to này, khỏe này. Rót nước thì không bị rơi nước xuống dưới cái vòi. Cái dáng ấm này rót nước rất là ok nhé, cái dáng ấm. Và chúng ta nhìn vào cái đoạn vòi ấm này, cái vòi nó vát rất là điệu. Giới thiệu đến mọi người bộ ấm trà Sơn Tử Sa Gia Hỏa Biến được làm bởi nghệ nhân Vương Mạnh Tuấn, nghệ nhân bát tràng Việt Nam, chuyên về dòng gốm mộc. Giới thiệu qua với mọi người về dòng ấm chén này. Chất đất được làm nên bộ ấm chén này là đất Tử Sa, và cái bên ngoài là phủ một lớp men hỏa biến. Một bộ đây bao gồm một bộ ấm gồm cả một bộ phụ kiện. Bộ phụ kiện là gì? Bộ phụ kiện là gồm gạt tàn, hũ trà, ống tăm và cái ống đựng. Ống đựng kia để chúng ta có thể tráng trà, chúng ta rót vào đó hoặc là chúng ta có thể để dụng cụ pha trà vào trong ống. Cái men này là men cẩm thạch. Chất men thì bóng vô cùng. Ở cái phần vành miệng nó là màu nâu đấy, màu nâu đó là cái màu của đất, không tráng men thì nó sẽ màu như vậy. Cái hay của bộ ấm chén này chính là trong lòng ấm thì không phủ men, để nguyên gốm mộc. Như vậy thì nó sẽ có nhiều cái lỗ khí khổng khi mà chúng ta pha trà ấy. Nó sẽ tích tụ lại những cái khoáng của trà ở trong cái khí khổng, ở trong cái lòng của ấm ấy, nó sẽ giúp được lưu giữ hương vị thơm ngon của trà. Bên ngoài thì phủ men hỏa biến, không sợ bám cặn trà hay là vệ sinh thì rất đơn giản, bởi vì cái chất men hỏa biến này của nó cực bóng nhá, không sợ bám cặn trà. Cái độ dơ của nắp thì cũng rất là khít nhá, độ dơ của nắp thì cũng rất là khít. Chúng ta cũng nhìn cái dáng ấm này, cái ấm này của nó sẽ rơi vào tầm 400 ml, cái gờ nắp rất là cao. Chúng ta nhìn bên trong lòng ấm không tráng men. Và như vậy bộ ấm trà này hội tụ được hai yếu tố. Thứ nhất là vừa có chất men độc đáo. Cái thứ hai nữa là pha trà thì giúp lưu giữ được hương vị thơm ngon của trà. Chiếc chén này thì có hình ảnh là bông hoa. Cầm lại cái dáng ấm cho mọi người nhìn lại cái dáng ấm một lần nữa. Khi mà đưa xuống bên dưới đây, nghiêng độ nghiêng 90 độ nhưng mà cái nắp không di chuyển gì cả. Độ khít của nó rất là cao nhé. Độ khít rất là cao. Đây là chiếc chén này. Chén miệng là 6,5 và chiều cao của chén là 3,8. Bên trong có cái lòng hoa, chén thì rất là dày dặn. Để chúng ta nhìn thấy cái chất men, mọi người có thể nhìn thấy, mình có thể soi gương được bên trong kìa. Chúng ta nhìn nhá, phần màu đen đen ấy, nhìn cái phần gần tay của mình có thể soi gương được. Cái độ bóng của nó cực cao. Bông hoa đây, đây là một bông hoa. Đây là cái chiếc đĩa lót này. Đĩa lót của nó là 9,5 nhé. Mọi người nhìn thấy cái độ bóng chưa? Nhìn sang phần ngón tay cái có thể soi được gương, cái ánh sáng nó phản cực gắt đấy. Thì mới thấy được cái độ bóng của sản phẩm. Hàng của nghệ nhân Vương Mạnh Tuấn thì sẽ được chuyện logo chữ T và chữ L. Chân cẳng gọn gàng, men chỉn chu. Đấy, chúng ta nhìn thấy cái độ bóng rất là bóng. Cầm ở bên ngoài thì cực kỳ chắc tay nhé. Riêng bác nào mà nhận bộ này ở bên ngoài thì nếu như mà đã thích về cái màu sắc của men rồi thì cầm bộ ống chén này bên ngoài không có gì phải chê cả, bởi vì rất dày dặn và chắc tay. Đất được pha thêm mà quặng đá thì mới cho ra được cái chất đất mà cầm được chắc tay và âm thanh cực đanh. Đây là dưới đáy chiếc gạt tàn đây. Cái men này nó chảy vô định nhá, không cái nào dùng cái nào cả, kể cả cái chén hay cái đĩa. Cái chảy của nó, cái men của nó chảy thì không cái nào dùng cái nào cả. Và cái độ nở nở nghĩa là những cái lấm tấm ở trên men ấy, nó không cái nào giống cái nào. Đây là cái ống đựng tăm này, ống đựng tăm hai lớp. Chúng ta có thể mở ra cho tăm vào đây nhé. Đây là cái hũ trà này. Và cái hũ trà này to nhá, chúng ta phải để được phải gần 2 lạng trà đấy. Đây là cái nắp này. Cái hũ trà này bản thân bên trong cũng không phủ men, hấp thụ được cái chống ẩm được tốt. Chống ẩm không làm trà nó không bị ẩm. Đây là gì đấy đây. Chất men thì nó cực bóng. Đây là cái ống đựng này. Cái ống này chúng ta để dụng cụ pha trà, hoặc là chúng ta tráng trà, chúng ta đổ nước thừa vào đấy, sau cuộc trà chúng ta lại bỏ để đổ đi. Nếu như quan tâm đến sản phẩm, mọi người vui lòng liên hệ, nhắn tin, gọi điện qua số điện thoại đã được gắn ở bên trên video để được tư vấn chi tiết nhất về sản phẩm.
Chúng ta có thể lấy mỗi bộ ấm chén cũng được, một ấm 6 chén 7 đĩa mà không lấy phụ kiện, hoặc chúng ta có thể mua rời thêm bất kỳ món gì mà chúng ta muốn lấy. Xin chào mọi người, mình là Khánh, mình chuyên giới thiệu và chia sẻ về những sản phẩm gốm sứ cao cấp của Bát Tràng, với mong muốn là giúp tất cả mọi người chúng ta có thể xem và hiểu rõ nhất về sản phẩm, không phải nhìn qua hình ảnh, mọi người có thể xem video trực tiếp. Mình làm rất nhiều những cái video chi tiết về những cái sản phẩm gốm sứ của Bát Tràng và liên tục cập nhật lên trên kênh rất nhiều những cái sản phẩm mới nhất, mọi người có thể lên trên kênh tham khảo. Hiện giờ thì mình đang làm hai kênh. Ở kênh đầu tiên là kênh gốm sứ Bát Tràng. Ở trên kênh gốm sứ Bát Tràng thì có rất nhiều những cái sản phẩm thuộc cái dòng sản phẩm của Bát Tràng, như là ví dụ gồm bát, đĩa, ấm, chén, đồ thờ, bình phong thủy, chum, vại. Nói chung là tất cả những cái sản phẩm gì của Bát Tràng mình sẽ đưa lên trên kênh gốm sứ Bát Tràng. Mọi người có thể lên trên kênh đó và tham khảo. Và một kênh thứ hai nữa là kênh vật phẩm phong thủy. Thì trên kênh vật phẩm phong thủy thì mình sẽ chỉ đăng lên những cái sản phẩm như là bình phong thủy, tượng và những cái món đồ phong thủy để chúng ta trưng bày. Nếu như mọi người mà muốn xem những cái vật phẩm mà chuyên về phong thủy thì mọi người có thể lên trên kênh vật phẩm phong thủy. Cái đường link của hai kênh này thì mình sẽ để ở cái mục bình luận và mô tả của video. Mọi người có thể lên trên kênh, bấm vào cái đường link đó để lên trên kênh để tham khảo những cái mẫu mới nhất của Bát Tràng hiện tại. Bởi vì không phải ai cũng có thời gian hay là điều kiện để chúng ta có thể đến tận nơi xem sản phẩm thực tế được. Chính vì vậy mình làm những cái video này với mục đích là chia sẻ với mọi người hiểu hơn nữa về sản phẩm và cũng như là biết thêm những cái sản phẩm gốm sứ được sản xuất tại Bát Tràng Việt Nam. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Xin chào.